Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta bài 62 sách giáo khoa trang 28 toán 6 tập 1. Đề bài yêu cầu chúng ta tính 10 mũ 2, 10 mũ 3, 10 mũ 4, 10 mũ 5 và 10 mũ 6. Vậy để giải quyết bài tập này thì cô muốn nhắc lại các bạn một số kiến thức trong bài học ngày hôm nay. Các bạn dựa cho cô sách giáo khoa trang 26. Định nghĩa này, lũy thừa bậc n của A là tích của n thừa số bằng nhau. Mỗi thừa số bằng A. Lũy thừa bậc n của A được ký hiệu là A mũ n. Giá trị của nó được tính bằng tích của n thừa số A, trong đó n khác không. Bên cạnh đó thì cô cũng sẽ sử dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số. A mũ m nhân A mũ n thì bằng A mũ m cộng n. Quy tắc này được phát biểu như sau. Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, cụ thể ở đây là cơ số A, ta giữ nguyên cơ số, đây ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ, để vận dụng định nghĩa và quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số, cô và các bạn sẽ cùng đi làm bài tập 62. Bài 62 sách giáo khoa trang 28 ý A nhỏ. Đề bài yêu cầu chúng ta tính 10 mũ 2 thì theo định nghĩa thì sẽ bằng tích của n thừa số 2 thì cô xin lỗi, tích của n thừa số A thì ở đây chính là tích của 2 thừa số 10, nghĩa là bằng 10 nhân 10 và cho chúng ta kết quả là 100. Rồi, 10 mũ 3. 10 mũ 3 thì ở đây các bạn có hai cách tính. Một là các bạn có thể tách thành là 10 nhân 10 nhân 10, có nghĩa là 3 số 10 nhân với nhau, hoặc các bạn có thể áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Đấy là 10 mũ 3 thì chính là bằng 10 mũ 2 nhân 10 mũ 1. Và đây cô sẽ sử dụng cách thứ nhất, đấy là cô viết rõ ràng ra. 10 mũ 3 ở đây thì chính là bằng 10 nhân 10 nhân nhân 10. Chúng ta được kết quả là 10 nhân 10 là 100 này, 100 nhân 10 là bằng 1000 đúng không? Thực ra khi mà chúng ta thực hiện các phép nhân đối với số 10 thì cách tính rất là dễ, bằng cách là chúng ta đếm có bao nhiêu số 0 thì tương ứng kết quả cũng có bấy nhiêu số 0 đúng không ạ? Vậy ở đây 10 mũ 4 sẽ bằng 10 nhân 10 nhân 10 và nhân với 10 và chúng ta được kết quả là 10000. 10 mũ 5 là bằng 5 số 10 nhân với nhau. Và kết quả là 100.000. 10 mũ 6 là 6 số 10 nhân với nhau. Và cho chúng ta kết quả là 1 triệu đúng không ạ? Rồi khá là đơn giản đúng không ạ? Với ý B, viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10. Ở ý A là cho lũy thừa và yêu cầu tính giá trị. Ở ý B là cho một số và yêu cầu là viết số đó dưới dạng lũy thừa của 10. Vậy thì giống như ý A, ngược lại của ý A thôi. Các bạn chỉ cần đếm xem 1000 có bao nhiêu số không thì chính là bằng tích của bấy nhiêu số 10. Cụ thể này, 1000 thì chính là bằng 10 nhân 10 nhân 10 đúng không ạ? Và cho ta đây chính là lũy thừa mũ 10 mũ 10 mũ 3 đúng chưa? Tương tự 1 triệu. Ở đây 1 triệu có 6 số 0 thì sẽ bằng 6 số 10 nhân với nhau. Và kết quả sẽ là 10 mũ 6. 1 tỷ. 1 tỷ là 9 số 0 đúng không ạ? 1 tỷ là 9 số 0, vậy thì chính là bằng 9 số 10 nhân với nhau và sẽ được viết dưới dạng lũy thừa là 10 mũ 9. Tổng quát hơn, lớn hơn, số lớn hơn là một số có 12 chữ số 0. 1, 0, 0 này, 3 chấm, 0 và chỗ này chúng ta có 12 số. 12 số 0, vậy thì kết quả ở đây chính là bằng 10 mũ 12 đúng không ạ? Chính là 12 số 10 nhân với nhau thì được lũy thừa là 10 mũ 12.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 62. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn cho các video giải bài tập sau.